Con người chúng ta mỗi ngày mà có nụ cười nghe quý vị, là nó có ngày mai à. Mà cái nụ cười nó rất là hay, như hồi chiều những đức tiếp, một cái đoàn ở bên Mỹ về, họ nói những đức một câu như nè: thầy ơi, tuy ở bên nước ngoài nghe thầy nhưng làm rất là cực thầy ơi. Con bên đó làm neo, thầy biết rằng làm neo cái quá chắc nó mạnh lắm thầy ơi, giết con người nó bằng thằng nó mệt chứ lắm. Nên nó cứ gỡ tiền về nhà cho gia đình xài. Gia đình lúc nào cũng nghĩ rằng là con ở nước ngoài làm được đồng tiền dễ dàng. Nhưng con nói với thầy cực khổ lắm thầy ơi, thầy rất là cực khổ luôn. Con nói thiệt chứ, cả đời mình giống như là tuy sống vào một cái đất nước giống như là đầy đủ vật chất nghĩa thầy, nhưng mà thầy biết giống như mình là một công cụ để mà kiếm tiền vậy đó, không có niềm vui gì đâu thầy. Nhờ từ khi mà con nghe thầy giảng con mới thấy có niềm vui, mà thầy giảng rất là hài hước nên con cười nhiều, nên con vui dữ lắm. Nhờ từ khi nghe thầy giảng tới bây giờ con vui vẻ. Chuyến này con về đây con nhất định lên đây, lên chùa, một là cúng dường phụ thầy nuôi người già, hai là con tìm gặp thầy. Mà hồi chiều bà gặp mình cái lúc mình đang nấu ăn, mặt mày tèm nhem tút nhút, không rõ ràng. Các anh em ơi, thí dụ như sau này các anh em làm chủ trì chùa hay là có chùa gì riêng biệt á, mấy anh em cứ đơn giản bình dị, cứ sống gần với chúng trong chùa đi, rồi tự nhiên mình sẽ dạy chúng trong chùa mình đặc biệt cái lắm. Cứ gần gũi đi, mình sẽ biết cái khó khăn của người ta ở dưới liền à. Giống như người đàn ông á, mình hãy làm cái việc của người phụ nữ đi, rồi mình sẽ thấy cái khó khăn của người phụ nữ liền 100% luôn. Nếu như quý vị muốn cảm nhận và có tình thương thật sự và biết quý trọng người phụ nữ thì quý vị hãy làm việc của họ đi. Như những đức nói với người đàn ông á, thử mà kiếm cái gói buộc vô làm cái bầu một ngày hai ngày đi, rồi quý vị sẽ thấy vợ mình mang bầu 9 tháng 10 ngày sau liền, thật sự luôn, sẽ biết họ khó khăn cỡ nào. Nên có nhiều người đàn ông á mà vợ đã đẻ được hai đứa gái rồi mà kêu em gán đi, em gán kiếm thằng, mà thương chồng cố gán quá trời gán, cuối cùng ép gán đứa gái nữa, rồi kêu gán đi gán thêm đứa kiếm thằng trai, ép thêm gái nữa, thấy khổ chưa. Mà mình đâu có biết cái đẻ người phụ nữ nó khổ cỡ nào. Phật nói trong kinh Vu Lan, thập tử nhất sanh mà, đàn ông đi biển có đôi mà đàn bà đi biển á mồ côi một mình. Thấy chưa, nó khó khăn dữ lắm, không có giỡn đâu. Nên ngày nay mình mà nói gì, nhiều người phụ nữ người ta nghe người ta cũng cảm thấy nó được an ủi đó quý vị. Còn bây giờ giỏi lắm, đưa mua bó hoa đưa một cái, mua cho mấy bà món quà hoặc chiếc nhẫn gì đeo mấy bà là mấy bà nhí nhảnh nhảnh. Bởi vì nó người phụ nữ dễ bị dụ quý vị, tội nghiệp ghê. Mua món quà gì chiếc nhẫn gì cái ơn mà đơ mà nhí nhảnh điệu đàn, bắt đầu đi khoe cho bạn bè này, ảnh quá mua nhẫn. Bộ đồ mới mua. Nói vậy đó. Cũng gì đâu. Tối lại cái mấy bà te tua. Cái ngày 8 tháng 3 này buổi tối là te tua nhiều dữ lắm. Đó. Tặng quà chút xíu xíu dẫn vòng vòng chơi một chút thôi. Đó. Tối te tua biết. Nói cái này nhiều bà khắp nơi nơi nghe nói. Thầy thì công nhận không hiểu được gì. Hiểu không? Cái tình thương thế gian là vậy đó quý vị. Tuy nói là te tua mà mấy bà thích, chứ không thương mấy bà nói là mình chán chê. Thấy chưa? Đó, nên từ nơi đó cái niềm vui của người phụ nữ ở ngoài xã hội, ngoài đời, niềm vui của họ ít có cái cá nhân của họ lắm. Mà niềm vui của họ là nó gắn liền với người đàn ông. Giống như nhìn gương mặt đàn ông mà để mà mình vui. Thấy họ vui thì mình vui, thấy họ buồn thì mình buồn. Có nghĩa là họ vui thì người phụ nữ sẽ vui. Nên đa phần người phụ nữ trên cái cuộc đời này, cái gắn liền niềm vui là do cái người chồng mà ra. Nên mình là người đàn ông á, lo kinh tế gia đình mà mình an tâm với gia đình, cho vợ cho con, đây là thật sự người đàn ông đặc biệt. Nên những đức nói rằng chùa chúng ta rất là đông người. Như sáng bên kia những đức nói một câu rằng chúng trong chùa cứ yên tâm về cái cuộc sống mà nói là cơm ăn áo bạn đi. Chúng ta chỉ có cái cương vị mỗi người làm thôi, còn không cần bận tâm chỗ đó. Những đức chưa bao giờ nói rằng mình thiếu tiền hay là thiếu thốn cái gì. Để cho đại chúng yên tâm vì cái chuyện này là mình lo thì mình phải lo thôi. Mình không có cần phải gánh nặng gì nặng nề. Nên người đàn ông ấy, mà quý vị mà mang bộ mặt gánh nặng vì cái chuyện thất bại hoặc là không có tiền, đó là làm cho gia đình quý vị nặng nề thêm. Chuyện của mình là chuyện mình phải lo.
Đó. Không cần tạo cái gánh nặng gì cho họ. Nhưng nếu mà tiếp nhận Phật Pháp là hay lắm nha quý vị. Những Đức nói công nhận Phật Pháp hay thiệt. Phật Pháp giúp cho chúng ta nó rất nhiều cái cởi mở tâm tư, và giúp cho chúng ta thành đạt, từ người đàn ông tới người phụ nữ được thành đạt, nếu mà chân thật mà tiếp nhận Phật Pháp. Thí dụ như ngoài xã hội mà nếu mà cái chương trình mùng 8 tháng 3 này giỏi lắm, dẫn đi vòng vòng mua đồ, mua kem đồ cho ăn thôi. Chứ ít có người đàn ông nào mà có thể ngồi nói chuyện với người vợ của mình. Em ơi, mấy năm nay hay mười mấy năm nay gì, làm vợ của anh, nhắc đến cái công hạnh của họ, nhắc đến cái khó khăn của họ, rồi anh hứa với em anh sẽ cố gắng phải làm người chồng cho đặc biệt. Rồi ngay cái ngày này nói với họ rằng từ hôm nay anh sẽ không bao giờ nói lặng lời và chửi rủa em nữa. Hứa với người ta. Ngay những cái ngày này hứa nó đặc biệt dữ lắm nghe quý vị. Những ngày này hứa là đặc biệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nó còn trong chùa thì không có chữ rồi. Nên những Đức nói mấy cô mà đi tu là khôn. Những Đức từng nói rằng mấy cô đi tu là đặc biệt là gì? Mấy cô sung sướng cái là mấy cô khỏi cần phải đẻ. Mấy cụ công nhận cái cụ quá thông minh luôn. Gặp mà mấy bà ngoài đời chưa chắc mấy bà tránh khỏi đâu. Nó bây giờ mà nếu mà lớn tuổi một chút mà không ai coi, không ai cưới thì cũng bị chờm sớm. Ta dị nghị, ta nói dùng cái thứ vô duyên vô dùng. Ta nói với cũng phải kiếm thằng què, thằng lé gì lấy đại. Thấy chưa? Còn bây giờ mình vô chùa mình tu rồi, là cái duyên trong tam bảo rồi. Nên những Đức nói các cô trẻ vô chùa tu, các cô là người rất là khôn, rất là thông minh, là người thật sự hướng thượng và trí tuệ. Nghe không? À, nên á, hãy nhận thức những ý nghĩa này để mà bản thân chúng ta cố gắng. Còn nếu không thì như ngoài đời thì cái duyên nợ người ta ngoài đời rồi. Người ta có gia đình, người ta có con cái này kia đồ, người ta có một gia đình nó rất vả và khổ lắm. Nên tất cả những người phụ nữ khắp nơi nơi nghe những công đoạn này, những Đức khuyên quý vị mỗi ngày nghe Pháp, niệm Phật, và muốn thoát được cái thân của người phụ nữ khổ này nè, là phải chân thật niệm Phật, thấy không? Rồi nghe Pháp, cởi mở tâm tư, chồng đi sớm gì muộn gì, mình lúc trước mình khổ, mình bận tâm, bây giờ nghe Pháp đi, mình phải tạo ra mình một cái phương pháp sống, một phương pháp vui với cá nhân của mình, chứ đừng có bây giờ mà gá vô người ta vui mình vui, người ta buồn mình buồn. Bây giờ xã hội người ta có tu bao nhiêu đâu mà người ta vui, mà mình chỉ nhìn người ta vui mình mới vui. Bây giờ người ta buồn mình buồn. Bây giờ những Đức khuyên tất cả người phụ nữ nên nghe Pháp mỗi ngày, niệm Phật mỗi ngày, phải cởi mở tâm tư, bản thân mình nên vui. Vì mình là người phụ nữ như một đóa hoa vậy đó. Nếu như mà mỗi ngày mà buồn bã thì hoa này nó héo hon, nó tàn phai hương sắc. Mà chồng nó nhìn giết nó cũng chán chê, nó cũng bỏ à. Thấy không? Nên mình lúc nào cũng phấn trắng lên. Hoa mà đẹp thì ta ví như hoa cười vậy đó. Thấy không? Hoa mà héo thì hoa này hoa buồn. Nên người phụ nữ mà buồn giết là nó xấu xí lắm, héo hon luôn đó. Những Đức nói trong chùa nè, ngày nào những Đức cũng chọc cho cười bên kia. Kiểu mà để buồn giết mấy bả chắc mặt mày héo hon như con khỉ khô. Hiểu không? Đó, nên người đàn ông á, mình là người chăm sóc những cái bó hoa của mình, là người đàn ông phải vui vẻ hoạt bát. Đi làm gì cái là thấy cái gia đình mình ấm áp sống động, chứ không phải là mình đi làm về cái là mình lôi cho mình nhậu nhẹt. Vậy thì mình làm sao mình biết bồi dưỡng cho một gia đình? Còn người phụ nữ khôn nhất trong cuộc đời này, những Đức khuyên quý vị nè, mình có khi không gặp được một người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời mình thì bản thân mình nên tiếp nhận Phật Pháp, nên nghe Phật Pháp, có phương pháp tu, nghe Pháp mỗi ngày để cởi mở tâm tư, để quý vị là một người phụ nữ đặc biệt ở trong một cái gia đình đó. Chồng không bồi dưỡng được niềm vui nhiều thì ta nên bồi dưỡng niềm vui cho gia đình này. Mình là người vợ trong gia đình này mà mình vui vẻ an lạc, nghe Pháp dạy con đàng hoàng thì cái giai trò quý vị nó mới đặc biệt. Mà quý vị mà vui vẻ rồi, người phụ nữ nó càng ngày nó đẹp lên, nó chồng nó cũng thương mình nhiều. Còn mình lo mình buồn giết, mình gầu gỉ, mình ghen tuông giết nghe, quý vị cái mặt y gan con khỉ khô. Mà gương mặt y gan con khỉ khô rồi nó cũng bỏ mình à. Nên á, tất cả người phụ nữ trong cuộc đời này nhớ, người ta thương mình cũng được, mà lỡ như người ta bỏ mình, quý vị cũng phải sống cho đặc biệt cho tốt. Đừng có bao giờ mà buồn mà khổ mà đi tự tử làm chi, không có cái ý nghĩa gì đâu.
Còn nếu như ai mà mình xa chồng, bị chồng bỏ đâu, tiếp nhận Phật pháp, biết tu hành, biết niệm Phật, để gây dựng từ đây tới cuối cuộc đời của mình được đặc biệt tuyệt vời. Chứ đừng có mà gọi là ông ăn chả, bà ăn cà lem. Hiểu không? Không biết tu mà chồng đi có vợ bé, là vợ cũng kiếm thằng khác nữa. Nói ông ăn chả thì tôi ăn nem. Khỏi khỏi đi. Chúng ta bây giờ tiếp nhận Phật pháp đi mấy chị luôn. Đúng không? Tu hành đi. Đừng có bao giờ mà nói cầu may cái chuyện thằng chồng này vậy, mình kiếm thằng khác được hơn. Coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa. Hiểu không? Nó cứ nghe pháp, cứ tu đi, niệm Phật đi, rồi sống trong cuộc đời nuôi con rồi cho đàng hoàng đi. Thì quý vị sẽ thấy được cái niềm vui đặc biệt trong Phật pháp. Những đức nó mười mấy năm nay những đức gặp Phật pháp, những đức càng sống thấy càng vui đó. Nhiều cô trong chùa mình nè, tu tập cũng vui nè. Các cụ trong chùa vui, các cụ nào vui đưa tay anh coi. Đó, thấy không? Giờ các cô mình ở đây tu vui, các cô nào tu vui đưa tay anh coi. Đó, thì thấy không? Nếu mà đi có chồng chưa chắc vui đâu nghe. Nó vui được 1-2 năm đầu á, chứ khi mà nó có bầu là bắt đầu nó đỡ vui rồi đó. Nội mà 9 tháng 10 ngày đó, chồng nó không ngó ngàng tới, cái bụng nê nê, ói ỉa tùm lum. Cho chị biết, nó ôm ngán, nó khổ the tua đó. Ăn chua, những lắng nghe ngại. Hiểu chưa? Nên những lắng này cũng ngại quá à. Người ta nói mà. Người ta ví cái vai trò người phụ nữ khổ mà, để cho nhiều người đàn ông chúng ta nghe, để mà mình cảm thông, mình thương yêu họ. Nội mà nãy như Đức nói mà mỗi tháng người phụ nữ không là cái đó cái khổ của họ đó. Mình là người đàn ông, mình thương họ, mình tội nghiệp họ. Nó có cái ông đó, ông hỏi thầy, con là đàn ông mà lâu lâu vợ con bệnh đau, con giặt đồ cho vợ con mà bị người ta cười như đúng hay sai thầy? Chữ Đức nói sai, cười tầm bậy. Vợ mình thì mình giặt đồ cho vợ mình, vô giặt đồ cho vợ ai sao không cười? Hiểu không? Mình thương người ta được thì mình giặt đồ cho người ta, mình nấu ăn cho người ta, mình lo cho người ta. Sống thì có qua có lại nha quý vị ơi. Mình chỉ cần mình đứng cái vai trò đàn ông mình cho nó đàng hoàng thôi. Chứ mình không phải là vợ mình nó quay đầu như dế thôi. Mình chỉ cần tôn trọng lẫn nhau. Cái gì mình lo được cho người ta mình lo, mình giúp cho người ta được mình giúp, người ta càng tôn trọng mình hơn. Chứ đâu phải mình vì cái sắc đẹp người ta mà mình bị đè đầu cỡ cổ đâu mà bị cười. Mình vì cái sắc đẹp mà bị người ta đè đầu cỡ cổ, người ta chửi mình, người ta sai khiến mình, kêu mình mắng cha mắng mẹ mình á, thì cái đó là bản thân mình mới bị người ta cười chê. Còn tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau, mình đúng cái vai trò, làm được việc lớn cũng được, việc nhỏ cũng được, giặt đồ cho vợ cũng được, lau nhà cũng được, nấu cơm cũng được, bước ra xã hội vẫn được, lo chuyện gia đình vẫn được, người phụ nữ càng tôn trọng mình hơn. Đúng không? Phụ nữ càng tôn trọng mình chứ bộ à. Vì coi như những đức lo kinh tế của chùa đông gì, mà những đức còn vô nhà bếp nấu ăn được mà. Không lẽ mà phụ nữ cười những đức, đúng không? Đó nên mong rằng cái buổi chia sẻ này chúng ta tôn vinh người phụ nữ hơi bị nhiều đó. Tất cả người đàn ông hãy nhận thức, để chúng ta trong một gia đình gây dựng được cái hạnh phúc của gia đình. Làm sao mà giúp cho vợ mình được an tâm, nhất là vợ lúc có bầu. Chúng ta đừng có nên đi sớm gì muộn quá. Khi họ nghĩ rằng họ có bầu rồi, bây giờ mình đi chỗ này chỗ kia, mình kiếm mèo chuột gì, còn họ ở nhà họ ghen tuông giết, sau này nó đẻ đứa con ra cái mỏ nhọn quét, mặt buồn hiu, trong cái chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Nó nên cái lúc vợ có bầu mình phải bổ túc cho vợ cái tâm bình an, giúp cho vợ vui vẻ, để sau này nó sanh ra một đứa con dễ nuôi, dễ thương, đẹp. Nó, còn nếu mình đi sớm thì mình bỏ đại sao thì nó đẻ đứa con ra xấu xí, tật nguyền bệnh hoạn, là cái hạt giống nó bị hư quý vị. Đó nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho từ đại chúng trong chùa và tất cả những người hữu duyên nghe được Phật pháp. Như hôm nay là chúng ta nêu về người phụ nữ rất là nhiều. Những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người phụ nữ ở cái quả địa cầu này nghe được Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật, chăng thật biết niệm Phật. Muốn hết khổ trong cuộc đời này chỉ có về thế giới cực lạc thôi. Nhớ kỹ nghe. Muốn hết khổ chỉ có niệm Phật về cực lạc thôi nghe quý vị. Vui cỡ nào thì ở đây vẫn là khổ. Chỉ có niệm Phật về cực lạc thôi.
Cái này mới là cái đặc biệt. Nên tất cả người phụ nữ trong cuộc đời này khổ đau te tua, muốn hết khổ chỉ có niệm Phật về cực lạc mới hết khổ, chắc chắn quý vị luôn. Chúng ta mỗi một con người sống ở cái cõi này đều hướng đến cái tương lai là phần nhiều. Những người tu chúng ta thì hướng đến giải thoát. Mà nhiều người đàn ông để ý, sự thành công của người đàn ông đa phần là phía sau đó là sự hy sinh của người phụ nữ rất là nhiều nghe. Phải nhớ. Cũng như bản thân của những đức. Thí dụ như được nhiều người biết đến thì tổ chức bao nhiêu chương trình thì phía sau đó cũng bao nhiêu cô trong chùa, bao nhiêu cụ về, rồi những thầy các chú đồ ở phía sau đó họ hỗ trợ mình rất là lớn. Như mấy cô thì bây giờ mình hướng dẫn người ta tu thì cũng nhờ mấy cô nấu ăn cho người ta ăn. Chứ nếu như mà mình hướng dẫn cho người ta tu mà phía sau không có các cô nấu ăn, bây giờ như trong đầu Phật nói có thực mới vực được đạo. Bây giờ mà không có thức ăn thức uống thì sao người ta tu nổi. Nên sự thành công của mình ở phía sau đó, bao nhiêu con người người ta đã chung tay với mình rất là quan trọng nhé. Rồi rất là nhiều người đàn ông ở quả địa cầu này mình thành công sự nghiệp cuộc đời mình, phía sau đó là sự hỗ trợ người phụ nữ rất là lớn. Thí dụ như bây giờ một gia đình có thành đạt cỡ nào đi chăng, nhưng nếu cái gia đình này á mà chỉ có tiền bạc vặt, chắc có danh tiếng thôi mà nó không có một người phụ nữ ở trong một cái gia đình đó, để người đàn ông đi lo làm ăn bên ngoài mà người phụ nữ đó phải lo gia đình dọn dẹp rồi lo cho con cái này kia đồ, hoặc là khi mình đi làm về mà có một buổi cơm cho mình ăn. Nếu không có một người phụ nữ ở gia đình thì làm gì có gia đình. Thật sự người đàn ông mình giống như đi long nhong vậy đó, dù có thành đạt sự nghiệp cũng là long nhong vậy thôi. Nên nó có một gia đình là do có một người phụ nữ ở nơi đó để lo lắng. Phải nhớ kỹ cái này là rất quan trọng đó. Nên quý vị biết rằng là có những người chúng ta, có những người đàn ông chúng ta có khi nói những câu nói là người phụ nữ mà làm được gì đâu, giỏi lắm mà nấu cơm lo cho một gia đình, hoặc là coi con cái vậy thôi, chuyện của đàn bà con nít. Nhưng mà quý vị chuyện này nó cũng không đơn giản đâu. Thật sự trong cái cuộc đời này mỗi một cương vị, mỗi một con người đều có cái khó, họ có vai trò khó của họ. Như cái xã hội hiện tại rất nhiều người phụ nữ giỏi nghe quý vị, từ bằng tiến sĩ rồi họ có khả năng và gọi là đẩy mạnh về nền giáo dục cũng giỏi. Rồi có rất nhiều người phụ nữ giỏi, như mình nói như ngày xưa đi, như phụ nữ như Hai Bà Trưng phải giỏi không? Quá giỏi chứ, nghĩa là có thể đánh giặc ngoại xâm, đuổi giặc đi rồi lên làm vua luôn. Nên cái khả năng của người phụ nữ rất là giỏi. Nên tất cả những người phụ nữ ở cái quả địa cầu này phải nhớ kỹ là chúng ta luôn luôn phải có sự tự tin về chính bản thân của mình. Những gì người đàn ông làm được bản thân mình cũng làm được, phải nhớ kỹ. Và thêm cái nữa là gì, người phụ nữ họ có sức chịu đựng rất là kiên nhẫn. Có khi sự chịu đựng người phụ nữ nó hơn đàn ông không dẫn đâu. Bây giờ tất cả chúng ta là người nam, ít có ai mà chịu đau khổ như người phụ nữ là đẻ. Mà người phụ nữ là một nhà sản xuất cao cấp, họ có thể đẻ con cho chồng, hai ba đứa con, ba bốn đứa con. Nhiều người phụ nữ ngày xưa họ đẻ 7-8 đứa, có những người phụ nữ đẻ 10 đứa con. Này là quá kiên nhẫn quý vị. Thì công nhận quý vị à. Nếu như mà loài người chúng ta mà không có phụ nữ thì chắc chúng ta nghĩ là diệt chủng quý vị. Thì họ là một nhà sản xuất đặc biệt, họ sản xuất ra nhân loại. Và tất cả chúng ta là người đàn ông phải công nhận rằng mẹ chúng ta cũng là phụ nữ. Nếu như chúng ta coi người phụ nữ, xem thường phụ nữ thì không khác nào chúng ta xem thường mẹ chúng ta. Phải nói rõ ra là như vậy.
thấy không? Nên sống trong cuộc đời này đừng ai nên xem thường ai. Và ai cũng có khả năng giỏi hết quý vị. Cũng như bây giờ đi xã hội đi, có nhiều người phụ nữ mà người ta cũng có chức phận lớn lắm chứ, giỡn đâu. Nhiều người đàn ông còn không bằng người ta đó. Nên từ nơi đó mà đừng bao giờ xem thường họ. Và họ có một cái sự hy sinh ở phía sau người đàn ông rất là cao. Thí dụ như lo cho một gia đình, nuôi con, dạy con. Nói mà cái chuyện bây giờ vợ của mình thôi mà họ mà khi có bầu thôi, cái này là cái khổ của họ trong 9 tháng 10 ngày, không đơn giản. Nên tất cả những người đàn ông ngay cái ngày này nè, bản thân chúng ta không phải chỉ có ngày này mình tôn vinh người phụ nữ, mà mình phải suy nghĩ họ có một cái công hạnh gì, họ có một cái khó khăn gì, và cái âm thầm ở phía sau của họ giúp mình thành công. Mình phải suy nghĩ ra để mình trân quý họ. Và trân quý họ là có khi cái gia đình phải trân quý cả đời, tôn trọng nhau để mà sống, để gây dựng được một hạnh phúc cho đặc biệt tốt đẹp. Tại vì chùa mình thì hướng người niệm Phật rồi, nhưng mà cái chương trình này là chương trình của xã hội. Nên khi những đức mà tổ chức cái chương trình này cho đại chúng trong chùa, vì chùa mình cũng nhiều người nữ, nhưng mà cái cách giảng những đức lại nghiêng về mặt thế gian nhiều hơn. Tại vì trong đây mình đâu có như bản thân những đức đâu có cưới vợ được nữa, thấy không? Nên những đức đang chia sẻ Phật Pháp đây là chia sẻ cho những người đàn ông ở ngoài thế gian, để cho bản thân của họ được nghe công đoạn này, và tất cả những người phụ nữ ở thế gian, bản thân của họ cũng được nghe công đoạn này. Thật sự mà nói, ai mà không thích được tôn vinh lên quý vị, ai mà không thích được người ta nhắc đến cái công hạnh của mình. Có khi cái công sức của họ không ai nghĩ đến. Giỏi lắm cái ngày này thì thí dụ như bây giờ tặng cho họ một bó hoa, mua cho họ một món quà. Rồi có khi ngoài đời mua bó hoa, mua món quà xong, rồi bắt đầu là dẫn đi ăn đi uống đồ xong, rồi tiếp tới là cái gì thì ngồi suy nghĩ. Rồi cuối cùng họ cũng thấy cũng mệt mỏi, thấy chưa? Nên mình thấy rằng người phụ nữ hình như cái phước báo của họ thiếu hơn đàn ông nha quý vị. Dù cỡ nào cũng cảm thấy bị thấp hơn chút. Nên từ nơi đó chúng ta là người đàn ông, chúng ta phải có cái tâm thương yêu quý mến họ. Như ngày mai á, mấy điểm chùa, dù là trong chùa đó, mà những đức cũng nghiêng nghiêng về mặt thế gian một chút đó. Ngày mai là các ban phục vụ ở trong chùa mình, phái nữ nghe, là sáng mai đi lên chánh điện tu. Đúng không? Đi lên chánh điện tu. Rồi á, tất cả quý thầy quý chú xuống nhà bếp nấu ăn. Những đức ngày mai cũng phải xuống nhà bếp nấu ăn nữa. Sáng mai những đức nấu cái món mà sườn ram với nước dừa và chiên lại rồi kết hợp với món cơm, mai cũng món đặc sắc lắm nghe chứ không có gì vậy. Sáng mai. Còn bên đây thì mấy anh em nấu món gì thì những đức không biết. Nhưng mà ngày mai nấu ăn mấy anh em nấu xịn sò một chút nghe. Để đãi cho các mẹ các chị của mình nghe. Ngày mai á, nấu ăn xong rồi bố trí cho anh em nào lên á, mời các mẹ xuống ăn cơm. Nói vì biết rằng là ở trong chùa đó mà còn á, suy nghĩ những cái chương trình như vậy. Nên những đức nói rằng nếu chúng ta học đạo mà nếu như mình bỏ thế gian pháp thì làm sao mà mình có thể hướng đạo được quý vị. Nên từ nơi Phật Pháp mở rộng ra thế gian pháp cho người ta được lợi ích, rồi từ thế gian pháp á, nó mới kết hợp với Phật Pháp, nó mới đem Phật Pháp để mà cởi mở chia sẻ mà mở rộng ra khắp nơi nơi người ta được nhờ. Ví dụ như chương trình hôm nay nếu những đức mà chỉ nói người trong chùa thôi thì người bên ngoài người ta nghe nó không lợi ích nhiều. Mà cái chương trình này là chương trình ngoài xã hội. Người ta bữa nay nè, hoa người ta bán ngoài đường quá trời không ạ. Hồi nãy như đức kêu cô Thanh chạy ra mua hoa chút tí tí. Thầy đi tu không biết mua hoa quý vị. Chứ đúng là bự chút xíu, này bé bỏng quá thôi kệ có cũng không. Thấy không? Nên nãy trước khi nói chuyện này Như Đức nói rằng là tôi tặng hoa cho tất cả người phụ nữ ở cái quả địa cầu này. Nó không cá nhân của ai quý vị.
Không, công nhận không? À. Mà hoa là gì? Mà hoa là nhân, quý vị. Ý muốn nhắc nhở chúng ta trong đạo Phật là nền giáo dục. Nên trước mặt mình bên đây thì bó hoa, con cô Hải hồi nãy cô lên cô tặng những đức, thấy không? Đây bó hoa, để trước mặt đây bó hoa những đức cầm. Tại sao cái nơi giảng pháp có hoa nhiều như vậy? Vì sao? Vì muốn nhắc mình, bạn gieo nhân nào bạn hưởng quả nấy. Thí dụ như bây giờ bạn tôn trọng người ta tôn trọng bạn. Đừng bao giờ cho rằng người đàn ông chúng ta nghĩ rằng là mình là người đi kiếm tiền, mình là người làm nên sự nghiệp. Còn người phụ nữ thì họ đơn giản ở gia đình lau nhà, quét nhà, rửa nhà vệ sinh, chăm con, rửa mông cho con bú. Chỉ có chuyện vậy thôi, người phụ nữ là thấp kém, làm việc đàn bà cũng nít. Quý vị phải nhớ kỹ những cái việc này, quý vị hãy vào làm thử đi rồi quý vị biết. Nó bây giờ ngày mai nè, tất cả những người đàn ông á, coi qua công đoạn này, vô bếp nấu ăn thử một ngày, rồi rửa mông cho con, tắm cho con, cho người phụ nữ nghỉ nguyên một ngày đi, rồi mấy ông sẽ biết được cái việc làm người phụ nữ có khó hay không. Rồi thêm một cái nữa, mấy ông tìm sữa đâu mà tự mấy ông cho bú đó. Em làm đi. Đúng không? Rồi nguyên một ngày mai á, mấy ông kiếm cái gói mấy ông buộc vô cái bụng mấy ông làm bụng bầu. Cả ngày ông làm bụng bầu đi nê 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 đó, rồi mấy ông sẽ tìm hiểu ra rằng vợ của mình 9 tháng 10 ngày á, mang bầu để mà đẻ con cho mình. Rồi mấy ông sẽ biết cái khó người phụ nữ liền à. Thật sự luôn á, sự tôn vinh người phụ nữ là để bản thân chúng ta nhận thức được cái hành động việc làm của người ta nó có cái khó gì. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng mỗi ngày người ta nấu ăn cho mình ăn là chuyện bình thường nha. Nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Mình mà không quen, mình vô nhà bếp mình nấu buổi ăn là mình sẽ biết liền. Nhưng mà bây giờ thì phụ nữ người ta cũng giỏi lắm. Có nhiều người ta cũng không vô bếp đâu. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà chúng ta phải nhớ kỹ rằng mỗi người chúng ta, cái ngày lễ hội là nó có một nền giáo dục. Nên hôm nay những đức chia sẻ Phật pháp ngay cái ngày này, những đức nêu lên cái công hạnh người phụ nữ. Những đức nói cái khó khăn nhất của họ nghe là họ mang bầu, họ đẻ con. Mà trong kinh Du Lan Phật nói nghe như là thập tử nhất sanh. Cái này không đơn giản như bây giờ tất cả anh em nam chúng ta ngồi đây nè, mình cũng từ người phụ nữ mà sinh ra chứ đâu mà ra, đúng không? Mình nói mình là nam nhi đại trượng phu, cuối cùng mình ở đâu chui ra? Hãy ngồi suy nghĩ kỹ đi, đúng không? Nên tất cả những người đàn ông ở quả địa cầu này không được xem thường người phụ nữ dở tệ, vì họ là mẹ của mình đó. Ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Không phải chỉ tôn vinh tôn trọng chỉ có ngày 8 tháng 3 không đâu quý vị à. Mà mình mỗi ngày mình phải thương yêu quý trọng họ. Mà chúng ta phải nhớ kỹ là phải tôn trọng lẫn nhau. Hiểu được cái nguyên lý có cái khó khăn, bên nào cũng có khó, thì tự nhiên sẽ biết quý trọng nhau và gây dựng một gia đình hạnh phúc liền. Ai cũng có cái khó chứ, thật sự. Nó cũng như giờ trong chùa đi, công việc những đức làm cũng khó, mà công việc các anh em cũng khó, công việc các cô cũng khó, mà công việc các cụ lên chính điện tu một ngày 4 thờ cũng khó. Ai cũng có cái khó. Đã ở trong cái cuộc đời này, đặt mình vào người thì ai cũng có cái khó. Nên biết tôn trọng với nhau. Đừng bao giờ cho rằng việc làm người ta quá dễ, mà việc làm của mình mới khó. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nó bây giờ bữa nay là ngoài đó người ta bán hoa là thôi đầy ở ngoài đường đó chứ. Mua đem nè, tặng nàng bó hoa, tặng nè. Vậy là xong hả? Cái này là quá bé bỏng quý vị ơi. Chỉ có một ngày 8 tháng 3 thôi, những ngày khác không có tặng gì chứ hả? Đúng không? Lôi người ta ra có khi chữ rồi đánh đập te tua. Đánh xong rồi bắt lên giường. Ngoài đời có đó quý vị, không phải giỡn đâu nghe. À, chửi mắng đánh đập xong rồi tối lại xin lỗi xong lôi lên giường xử lý. Thấy chưa, thấy tội nghiệp không? À, như cái bà kia bà nói rằng á, bà bị chồng bà đánh á, bao nhiêu năm nay mà bà phải đẻ chồng bà 7 đứa con. Nhưng đứa nó đánh tối ngày mà sao đẻ được. Bà nói là nó đánh xong rồi nó năn nỉ rồi lúc đó mới đẻ. Thấy khổ chưa? Nên từ nó đó 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có một lời nguyện là Đức Phật A Di Đà khuyên tất cả những người nữ
Hãy nhìn cái khổ của mình thầm kín đó, nhận thức sâu sắc, để mà người phụ nữ hãy nhàm chán thân nữ này mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc đi. Thấy không? Bây giờ quý vị coi người phụ nữ nè, phải cái khổ của họ không? Bây giờ mình là người đàn ông, mình suy nghĩ đi. Quý vị ngồi suy nghĩ nè, chúng ta từ khi lớn lên là chúng ta khỏe nhất là chúng ta mỗi tháng không có kinh nguyệt. Đàn ông á, phụ nữ đã dính chỗ này là thấy khổ rồi đó. Bây giờ mình nói là nói cho rõ ràng nè, mỗi tháng của họ cũng khổ chứ. Như bây giờ mà mấy ông đàn ông này thử đi, như bây giờ á, Nhuận Quan hay Nhuận Lăng, Nhuận Thịnh, Nhuận Ăn, Nhuận Chí gì đó, mà thử mà mỗi tháng mà mấy ông cầu Phật mà giờ tháng này cho con có tháng thử, thử một tháng nữa coi. Rồi mấy ông lấy giải lấy đồ mấy ông băng lại thử coi, ông sẽ khổ cỡ nào, đúng không? Mình nói thì nghe ngại quý vị, nhưng mà mình nói xác thực đi, để mình thấy mình tội nghiệp họ. Có khi những ngày tháng đó thì người đàn ông mình ngoài đời mình gặp mình chê chán, mình tránh qua một bên, thấy không? Qua mấy ngày đó mình sáp lại gần, thấy chưa? Mà lúc người ta khổ, người ta dơ giấy thì bản thân mình tránh người ta qua một bên liền à. Nên đó là cái những Đức nhắc cho tất cả những người đàn ông ở trên cái quả địa cầu này phải suy nghĩ để mà mình thương người phụ nữ. Vì họ có cái khổ của họ, từ khi họ lớn lên trưởng thành chút thôi là họ đã có ngày tháng kéo dài thời gian gần 50 tuổi. Bao nhiêu chục năm của cuộc đời của họ vì có lay quay là tới một tháng. Có khi mà tới gần Tết trong lòng họ cũng cầu Phật, cầu chờ Phật gia hộ cho đừng có ngay ngày mùng 1 Tết rồi mà nó có ngay cái ví dụ này. Cũng lo lắm quý vị, không có vui nổi. Thêm cái nữa đau bụng, đau quằn quại, đau te tua, đau tả tơi chứ. Nên trong chùa mà nhiều cô á, mình mua cho nó cái bịch gì nước ấm ấm nó để lên cái bụng nó mỗi tháng. Thấy chưa, khổ lắm quý vị ơi. Đó, thấy không? Mình lo ra những cái công hạnh của họ đi. Rồi bắt đầu á, là chúng ta là người đàn ông, chúng ta vui vẻ xong rồi họ thì mang cái bụng. Mà thấy tội nghiệp không? Họ phải chịu mang cái bụng 9 tháng 10 ngày. Có những người đàn ông có trách nhiệm là chồng thì xong phải lo cho vợ. Còn có những người phụ nữ khi mà mình lỡ dạy thì gặp những người đàn ông nó không có trách nhiệm. Nó ăn ở xong có bầu xong rồi nó đi mất tiêu, nó chốt. Nè, con cái bà mới vô chùa đẻ kìa, thấy chồng gì đâu. Nó đi vòng vo tam quắc nó ẹt một cái. Rồi cuối cùng cái bệnh, cái bụng trình bình nó để đi vô trong chùa rồi mới đẻ trong chùa kìa. Đi xuống dưới bệnh viện nằm ở dưới á. Rồi bây giờ còn đứa con trai để bên chùa hộ pháp nuôi bên. Mày thấy chưa? Nó thằng chồng đâu? Không thấy. Nó nên quý vị thấy không? Mình là đàn ông, mình cái gì cái là mình chạy mất tiêu. Xong đó, họ có bầu họ đi phá thai, họ đau đớn vô cùng. Đó là cái mà tất cả những người đàn ông của chúng ta từ trẻ cho tới già hãy suy nghĩ cho thật là kỹ, để bản thân chúng ta cảm thấy mình tội nghiệp người phụ nữ. Không phải chỉ có một ngày 8 tháng 3 mà là ngày nào mình cũng cảm thấy mình thương người phụ nữ, mình tội nghiệp họ. Đi làm về đi chăng nữa mình đừng có nghĩ mình cực gì quá, về kêu em pha cà phê mày, đúng không? Giặt đồ coi, làm đồ ăn, dọn ra cho anh nhậu coi. Mình làm như không có nội không bằng. Hiểu không? Mình ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Ai cũng có cái cực hết trơn á. Còn có những người đàn ông á thì khi ăn nhậu với bạn bè thì vợ ngồi sau hè. Ăn xong rồi kêu ra dọn đồ ăn nè, còn chút đỉnh dư này đem vô ăn đi. Mình đàn ông mà mình chơi vậy là tệ lắm nghe. Bạn thì bạn chứ vợ mình là nó sống với mình quanh năm, sống cả đời với mình. Khi mà làm đồ ăn gì mình ngồi ăn uống với bạn bè thì mình cũng cho vợ mình ngồi kế bên mình, hoặc có cái bàn cho vợ mình ngồi đó. Đó là mình tôn trọng, mình thương yêu vợ mình. Cái đó đâu có ai mà cười mình đâu, hiểu không? Như hồi xưa gia đình Nhuận Đức nè, Nhuận Đức thấy nhà nghèo nhưng mà lâu lâu bạn bè đến là ba Nhuận Đức ông kêu làm món đồ ăn gì á, có nhiều tiền mua đồ ăn đem về đãi bạn. Xong là Nhuận Đức thấy ba Nhuận Đức cũng cứ kêu đem mồi ra. Còn mẹ Nhuận Đức bảo phía sau bà cằn nhằn cự nhữ không có gì ăn. Khi mà nhậu xong rồi ông nói kìa còn mấy cái xương kìa mà lụm vô đem vô ăn.
Trong lòng mình hồi đó còn nhỏ nghe, mà mình nói với lương tâm mình, mình nói nếu sau này mình lớn lên mà mình có gia đình mình không có làm gì đâu. Tại vì mình nghĩ, mình nhìn thấy mẹ mình tội nghiệp quý vị, mình sao làm gì được. Nên đã là vợ mình thì mình ăn uống mình cho nó ngồi chung với mình đi, có sao đâu, cho nó ăn uống kệ nó. Đó là cái tâm mình đàn ông mình hiểu biết đó nghe quý vị. Với cái xã hội bây giờ nó phát triển quá, người ta nói nam nữ bình quyền, nên bản thân của mình là người đàn ông, là chồng. Mình đi làm cái gì, đi về nhà tự nhiên bản thân của mình biết thương yêu vợ, mua miếng bánh miếng kẹo cho nó ăn, đâu có nhiêu tiền đâu mà nó mừng nó vui. Mà nó vui thì nó đẹp, mà vợ mình đẹp thì ngon, đúng không? Đúng không? Nên từ nên đó, thương người ta thì phải biết chăm sóc người ta chứ. Đó là xã hội nghe. Tại vì những cái bài chia sẻ này chỉ đứng nghiêng xã hội nhiều nè. Nhớ đó, bây giờ nghe gì rồi mỗi người mình ngồi mình suy nghĩ thật là kỹ đi quý vị. Rồi á, thử mà mỗi tháng đi, rồi tất cả những người đàn ông làm cái việc của người vợ mình trong gia đình đi. Quý vị thí nghiệm thử đi, rồi vì sẽ thấy cái khó người phụ nữ. Dọn dẹp, lau nhà, chăm con, giặt đồ, phơ đồ, nấu ăn, nó làm đi. Chính bản thân nhà Đức đi vô bếp, nhà Đức thấy cũng không đơn giản chút nào. Bây giờ mấy anh em nam mà thử vô bếp mỗi ngày luôn đi, rồi mấy anh em sẽ thấy. Nếu như mà bài bố nấu ăn như phụ nữ nghe, mấy anh em sẽ thấy cực chứ lắm. Mình nam mình vô bếp mình nấu gọn đó nghe, mình thấy khỏe đó. Biết nấu nấu gọn đó. Thử mà bài bố như mấy bả đi rồi sẽ thấy cực à. Nội mà nấu ăn xong á, mà lau cái nhà bếp sạch sẽ mỗi ngày lau. Lau xong rồi giặt khăn, lau cho sạch sẽ luôn, nó quét dọn. Thì quý vị thấy là cái công hạnh người phụ nữ cũng rất là lớn, một vai trò cực kỳ quan trọng để thành đạt sự nghiệp cho đàn ông. Đấy không? Nên á, những bài Phật pháp như Đức chia sẻ đó, rất là nhiều người nữ người ta nghe, vì người ta được cởi mở tâm tư, người ta được vui với việc. Những Đức nói rằng là trong chùa mình nè, đa phần người nào tu mặt mày cũng vui vẻ rồi trẻ rồi đẹp là ngay chỗ nào, là nhờ cái tâm họ được cởi mở ra. Nên những Đức nói Phật pháp rất là hay để giúp chúng ta cởi mở tâm tư ra, mình không có nặng nề trong tâm mình. Nên tất cả những người phụ nữ ở cái quả địa cầu này nhớ kỹ nghe, dù quý vị có một cái khổ đau gì, bị bỏ rơi hay bị một cái khổ gì trong cuộc đời này, quý vị hãy nghe Phật pháp đi. Vì nghe Phật pháp quý vị nó giúp quý vị cởi mở. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Đại chúng cười lên cái vị ơi. Ha ha ha. Ha ha ha. He he he. Chúc đại chúng an lạc nha. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện đi. Để nguyện cho tất cả người phụ nữ gặp được pháp môn tịnh độ để niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không mô mê. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài.
cho đến lúc lâm chung, chung hoan nguyện về tịnh độ, độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên Hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống biên thành toàn giác. À, chúng ta nguyện cầu cho nhiều người gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn niệm Phật và gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc, quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.